Chào tất cả các bạn. Bây giờ là 16 giờ 42 phút ngày 12 tháng Giêng năm 2024. Tiếp tục hành trình hồi chiều nay. Xin mời quý khán giả được các bạn theo số một Đà Nẵng, chúng ta cùng tham quan các đường phố ở bên Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Quận Sơn Trà sẽ nằm về hướng đông nam của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng vào phải để đi qua cầu Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng. Để đi qua Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thì gồm nhiều đường đi các bạn. Một là chúng ta khởi hành từ cầu Rồng hoặc là cầu sông Hàn và đi qua cái cầu sông Hàn hoặc cầu Rồng thì sẽ qua địa phận của Quận Sơn Trà. Và hướng chúng ta đang đi ở đây là đang chuẩn bị đi qua cầu Tiên Sơn. Ở đây là cầu Tiên Sơn đó các bạn. Nói về Đà Nẵng thì rất là nhiều cầu bắc ngang qua sông Hàn. Ở đây trung tâm thành phố thì cũng có cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý và ở đây là cầu Tiên Sơn. Và nếu dọc về bên tay phải này sẽ có cầu là cầu Nguyễn Thị Thương và cầu Phẩm Lệ, đồng thời là cầu Đảo. Ngày xưa thì ở bên này thì gọi là Cụm Ba, nhưng mà sau năm 1975 và sau khi Đà Nẵng được Cụm Trung ương thì thành lập thêm cụm mới là cụm Ngũ Hành Sơn và cụm Sơn Trà. Theo hướng này nếu chúng ta về phải thì sẽ đi phố cổ Hội An. Từ ngã tư giao nhau thì đi về phía tây phải sẽ là đường Lê Văn Hiến, còn bên đây là đường Ngũ Hành Sơn. Đây là trường Đại học Kinh tế đó các bạn. Đây là trường Đại học Kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Quận Sơn Trà là một trong những cái vùng phát triển du lịch. Có thể nói là Quận Sơn Trà là một trong những cái tiềm năng của thành phố Đà Nẵng để phát triển du lịch đó. Thank you.
đó là đường Nguyễn Văn Thoại, đó là đường Nguyễn Văn Thoại. Ngay ở vùng bên này thì đây là trục chính là đường Ngô Quyền đấy các bạn, giao nhau với đường Lê Hữu Trác. Đây là địa phận của vùng Sơn Trà đấy các bạn. Đường Ngô Quyền này nó xuyên suốt từ đây cho đến cầu Rồng, cầu sông Hàn và gần ngay tới điểm Đà Nẵng đấy các bạn, gần tới núi Sơn Trà, và sau đó nó giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp. Ở đây là giao lộ giao nhau. Thì chúng ta về hôm nay là sẽ đi về hướng cầu Rồng. Đây là đường Võ Văn Kiệt đó các bạn, đường Bình Minh Võ Văn Kiệt giao nhau với đường Ngô Quyền. Nếu mà về trái theo đường Võ Văn Kiệt các bạn, chúng ta sẽ đi về hướng cầu Rồng, và đi về hướng phải của đường Võ Văn Kiệt chúng ta sẽ đi ra công viên Biển Đông. Và ở một vùng bên tiếp đây thì nếu chúng ta về trái thì sẽ đi về cầu sông Hàn. Và thì thành phố Đà Nẵng giữa những cái cầu như là cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng được bắc ngang qua sông Hàn, và từ bên này là quận Hải Châu thì sẽ nối tiếp với bên hướng đông nam đây là quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Đây là một cái vùng bên gồm 7 làn xe đó các bạn. Đó, nếu chúng ta về trái thì sẽ đi về hướng cầu sông Hàn của thành phố Đà Nẵng. Đây vẫn là đường Ngô Quyền đấy các bạn. Đường Ngô Quyền có thể là nó sẽ kéo dài tới gần như là tới núi Sơn Trà. Ở đây là một cái vùng bên nếu chúng ta về phải thì sẽ đi về về cầu sông Hàn. Đây là vùng bên Ngô Quyền giao nhau với đường Phạm Công Đồng đó các bạn. Ở đây là đường Phạm Công Đồng. Thì
lên trước đường đường Phạm Văn Đồng, chúng ta đi thẳng như vậy sẽ ra công viên Biển Đông, và nếu mà về phải thì sẽ đi về hướng Quận Sơn, và về trái thì sẽ đi về hướng núi Sơn Trà. Ở đường Phạm Văn Đồng này thì tập trung khách du lịch rất là đông các bạn. Đây có thể nói là một trong những đường có lượng khách du lịch rất là đông. Các bạn nhìn thấy đó là đường Mạng Âu Cơ thuộc về công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là công viên Biển Đông đây các bạn. Và có thể nói là con đường Võ Nguyên Giáp này là một trong những con đường đẹp của thành phố Đà Nẵng. Đường đây gọi là đường Võ Nguyên Giáp đây các bạn. Ở đây thì tập trung khách sạn thì nhiều, và có thể như hầu như khách du lịch trong và ngoài nước thì người ta đến và người ta cư trú tại đây. Và ở đây là những cái xe điện để mà người ta đưa đón du khách đây các bạn. Đây là những xe điện. Bây giờ mới có 17:32, nhưng mà tại những đường phố của Sơn Trà thì hầu hết người ta đã lên đèn rồi các bạn. Và thành phố Đà Nẵng thì trời nó mau tối, cho nên là hiện bây giờ thì như đoạn đường ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thì người ta hầu hết người ta đã lên đèn. Có thể nói đường Võ Nguyên Giáp nối dài ở quận Sơn Trà, một trong những đoạn đường đẹp của thành phố Đà Nẵng.
xe mà các bạn thấy đó là xe chở khách du lịch đó các bạn, chứ đây không phải là bến xe, xe để chở khách du lịch. Đi ngang qua ở một cái địa danh của một cái phường nào, một cái phường nào thì nó sẽ lấy cái địa danh của cái phường đấy. Ví dụ như gọi là biển xe thì sẽ đi qua phường biển xe. Còn nếu gọi là biển Bắc Mỹ An thì nó sẽ đi ngang qua biển, nó sẽ đi ngang qua phường Bắc Mỹ An. Và những cái phường đó thì trực thuộc về mặt hành chính là của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cái này đó là đường Võ Nguyên Giáp, là nơi tập trung những khách sạn, khách du lịch các nơi trong và ngoài nước, người ta để cho cư trú tại đây. Cho nên là có thể nói giờ bây giờ là giờ cao điểm để cho khách du lịch người ta đi chơi và người ta sinh hoạt theo sở thích của người ta. Đây các bạn nhìn thấy đó là những cái nhà hàng restaurant đấy các bạn. Với sức mua bán của mọi người, của người dân ở thành phố Đà Nẵng thì rất là hạn hẹp. Nhưng mà với những cái khu du lịch, với những cái tuyến phố mà dành cho khách du lịch, ở đây tập trung giữa những nhà hàng, quán ăn, khách sạn thì rất là nhộn nhịp. Sinh hoạt tại bờ biển Đà Nẵng đó các bạn.
cái điều thú vị và độc đáo của vùng sông Trà là ở đường Võ Nguyên Giáp này, một bên là đường giao thông, còn một bên là đường đi bộ, và phía bên cạnh đó là biển Đà Nẵng. Đấy, cho nên là đây có thể nói là một trong những cái đường lý tưởng ở bên vùng sông Trà đấy các bạn. Và là ở tại địa điểm này thì nó cũng giao nhau với những cái phường thuộc về quận Ngũ Hành Sơn. Ở đây thì thậm chí khách du lịch trong và ngoài nước người ta thả bộ thông dong và đi thể dục vào buổi chiều đấy các bạn. Trong kênh của Sắc Màu Đà Nẵng thì Sắc Màu Đà Nẵng đã review rất là nhiều những cái video về vùng sông Trà, về những cái địa điểm ở đường Võ Nguyên Giáp. Bây giờ thì chưa tới 6 giờ tối nhưng mà đường phố cũng đã bắt đầu nhả nhem tối rồi các bạn. Và ở đây là một cái vùng vinh giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt. Đây là một cái vùng vinh giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt. Và ở đây là đường Võ Văn Kiệt đó các bạn. Và khi chúng ta đi suốt vào đường Võ Văn Kiệt như vậy thì sẽ đi ngang qua cầu Rồng. Cầu Rồng của thành phố Đà Nẵng. Có những cái shop rất là lớn người ta bày bán Tết nhưng mà không có người đâu các bạn. Ở bên đây là những cái quán ăn nhà hàng cũng rất là điêu khắc. Rất là nhiều nhà hàng chỉ có việc phục vụ người ta ra đứng ngắm cảnh thôi các bạn ơi. Đường Võ Văn Kiệt này khi mà chúng ta đi đến một cái vùng vinh thì ở cái đường giao nhau đó nó sẽ có một cái đường gọi là đường Trần Hưng Đạo, và ở ngay đường Trần Hưng Đạo đó nó sẽ có một cái điểm gọi là đầu cầu Rồng, thì người ta thường gọi là bờ đông cầu Rồng đó các bạn, có nghĩa là rồng quay về hướng đông, còn ở bên kia là đuôi cầu Rồng thì người ta gọi là bờ tây cầu Rồng, nó nằm ở đường Bạch Đằng, đường Trần Phú. Còn ở bên này thì là đường Trần Hưng Đạo. Nói về đường Trần Hưng Đạo thì Sắc Màu Đà Nẵng đã review rất là nhiều video về đường Trần Hưng Đạo. Đây nhà hàng rất là rộng lớn nhưng mà cũng leo heo một vài khách thôi các bạn ạ.
Còn đây là một cái siêu thị của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh. Cũng chủ yếu là có xe của nhân viên thôi. Thế đó là cầu rồng của thành phố Đà Nẵng. Ở cái điểm đầu cầu rồng và ở đường Trần Hưng Đạo, bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo trở đi thì nó thuộc về vùng Sơn Trà, còn ở bên đuôi cầu rồng kia thì nó sẽ thuộc về vùng Hải Châu. Ở đây thì có một cái chợ đêm Sơn Trà. Ở đây thì chủ yếu người ta buôn bán ẩm thực, ăn uống dành cho du khách cũng như là mọi người dân đây các bạn. Đây là đường Mai Hắc Đế. Và bây giờ thì trước 6 giờ tối thì người ta đã dọn, có những cái mặt bằng người ta đã dọn để phục vụ du khách ăn uống đêm cũng như là chiều tối. Bây giờ còn sớm cho nên là cũng chưa có người đâu các bạn. Để trước mắt các bạn nhìn thấy đó là cầu rồng của thành phố Đà Nẵng. Thấy đó là sông Hàn của thành phố Đà Nẵng. Và từ điểm ở đường Trần Hưng Đạo ở đây thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh của cầu rồng. Các bạn, đó là cầu rồng của thành phố Đà Nẵng. Những cái nhà hàng đấy các bạn, quang cảnh rộng rãi rất là đẹp, nhưng mà cũng thấy có lèo xèo có một vài bóng người thôi. Và ở đây là đường Trần Hưng Đạo đấy các bạn. Phía bên trái các bạn nhìn thấy đó là cầu sông Hàn của thành phố Đà Nẵng. Đường Trần Hưng Đạo này có thể nói là một trong những con đường đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng đấy các bạn. Cái sự kiện mà bóng pháo hoa quốc tế diễn ra tại địa điểm của chỉ cách một con sông Hàn, nhưng mà ở bên này, bên đầu cầu rồng này thì trực thuộc địa phận thành
chính của quận Sơn Trà, và ở bên kia đuôi cầu Rồng thì thuộc địa phận hành chính của quận Hải Châu. Tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng. Nhìn thấy đó là cầu Trung Hoàng của Đà Nẵng. Lớn thành của Đà Nẵng đó các bạn. Mời các bạn chúng ta cùng dừng chân lại ngắm cầu Trung Hoàng nhé, một cái biểu tượng đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Chúng ta các bạn nhìn thấy đó là sông Hào của thành phố Đà Nẵng. Bây giờ mới là 18:03, nhưng mà thành phố Đà Nẵng và ngay địa điểm của khu vực cầu Rồng thành phố Đà Nẵng là trời đã rất là tối rồi các bạn. Thôi các bạn xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ và chia sẻ với các bạn Đà Nẵng trong thời gian qua. Các bạn Đà Nẵng sẽ tiếp tục review không khí Tết ở các con đường, ở các vùng thành phố Đà Nẵng vào những ngày cuối năm, và các bạn quan tâm theo dõi và đón xem. Xin cảm ơn.